Hello, chào mọi người. Mình cập nhật cái phiên ngày hôm nay. Trước nhất là chúng ta sẽ xem sức mạnh của đồng đô la và chúng ta biết là vì sao thị trường nó tăng là như vậy ha. Những cái hàng hóa khác nó cũng tăng bởi vì sao? Bởi vì sức mạnh đồng đô la nó giảm xuống. Vì sao nó giảm? Bởi vì nó đang nằm ở trên cái vùng top, những cái vùng đỉnh, nó nằm ở trên cái vùng đỉnh này nè, và chúng ta thấy là có một cái phân kỳ ngay tại chỗ này ha, thì ít nhiều chúng ta sẽ thấy có một cái retrace, nó sẽ giảm về đây. Và nếu như mà sức mạnh đồng đô la mà nó giảm á, thì những cái loại hàng hóa khác và chứng khoán nó sẽ tăng lên. Chúng ta sẽ xem cái chỉ số đó trước. Ok, cái phần thứ hai chúng ta xem là ngày hôm nay mình sẽ nhìn bảng giá nha. Ok, mình xem. Hôm nay mình sẽ xem cái thanh khoản trước. Thanh khoản, nếu như mà chúng ta nhìn đây là thanh khoản nó sẽ không bằng ngày hôm qua. Thanh khoản trên cả ba sàn nó sẽ không bằng ngày hôm qua. Tự doanh hôm nay có một cái phiên mua rồng lại ha, có phiên mua rồng lại. 4 ngày trước, 4 phiên trước họ bán ra, phiên nay họ mua lại. Họ mua chủ yếu là ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, mấy con trụ, mấy cái dòng trụ nè. Không có gì đặc biệt. Nước ngoài giảm bán ròng à, mọi người. Hôm trước nè, mình vẫn là bán ròng nhưng mà bán có 14 tỷ thôi. Ngày hôm trước người ta bán gần 400 tỷ à, tức là nó giảm bán ròng rất là nhiều. Ok, mình qua cái biểu đồ mình xem biểu đồ của VN Index và sau đó mình xem những cái cổ phiếu mà nổi trội trong cái danh mục theo dõi của mình ha. Thì chúng ta thấy là hôm qua khi mà thị trường mở cái gap down đâm thẳng xuống dưới này thì ngày hôm qua chúng ta không mình có làm video buổi sáng mọi người, sợ mọi người bán tháo ra ha. Chúng ta không lo lắng là không bán tháo, khi nào mà nó giảm ở dưới 1240 á thì chúng ta mới lo lắng. Còn đây là cái vùng cuối của sóng 4, chúng ta có một cái expanded flat ngay đây. Đây là sóng A, đây là sóng B và đây là sóng C như thế này. Và khi mà chúng ta có một cái trend tăng lên và ba sóng hồi về thì cái hướng đi tiếp theo của chúng ta sẽ là cái hướng đi của cái trend trước đó. Nói chung là nó sẽ tổng hợp nhiều cái kiến thức cộng lại. Tuy nhiên là đơn giản nhất thì chúng ta sẽ hiểu là như vậy nha. Bây giờ nó có đi thẳng lên liền không? Nó đi thẳng lên 1340, 1350. Chúng ta sẽ dùng Fibo. Mình sẽ đo cái target của vùng sóng 5. Do mình sử dụng cái bảng file miễn phí mọi người, cho nên là nó hay clear mấy cái chart của mình lắm, mình phải vẽ tới vẽ lui hoài. Ok, cái vùng target sóng năm của mình là 1348, 1340, cái vùng ở trên đây. Ở bên trái chúng ta thấy mình có một cái supply zone ở trên đây. Đó là vì sao lên trên đây nó khựng là một chút xíu, nó có khả năng là nó sẽ pump lên, tuy nhiên là cái xác suất nó sẽ khựng lại ở trên cái vùng này, là lý do ở bên đây sẽ có một cái lượng hàng bán ra cộng với cái lượng cung ở dưới những cái vùng như thế này, nó chốt lại thì trên đây chúng ta sẽ thấy một cái áp lực bán lên đây làm cho cái đà tăng này nó chững lại. Thì đó là một cái nó cũng giống như là ngay cái vùng này của mình, đó là như vậy. Ngay cái vùng này, ở đây cái vùng này là cái vùng gap nè. Mọi người thấy cái vùng gap không? Khi mà nó vừa thoát ra khỏi cái vùng gap này, nó đụng ngay một cái vùng cung ở trên đây, nó bị bán ngược lại dưới đây. Tuy nhiên là cái lực cầu ở trên đây rất là mạnh, đẩy mạnh bật lên trên đây lại. Chúng ta cần có một cái lượng cầu tiếp tục đổ vào trong cái giai đoạn này. Và cái lượng cầu này nó đến từ đâu? Nó phải đến từ một cái ngành lớn nhất, một cái ngành mà nó có tỷ trọng lớn. Nó có gọi là cái market cap của nó rất là lớn so với những cổ phiếu khác, đó chính là cái ngành ngân hàng. Chỉ có cái ngành ngân hàng nó mới kéo kéo thị trường đi lên trên đây được.
Bởi vì khi mà dòng tiền nó đổ vào dòng ngành ngân hàng á, tức là cần phải có một cái lượng tiền lớn, và ai có một lượng tiền lớn này thì đó chính là những người mà có thể có khả năng di chuyển thị trường. Thì mọi người biết cái điều đó rồi đó, chúng ta luôn luôn đánh theo cá lớn, mình đánh theo cái dòng tiền lớn, mình đánh theo dòng tiền lớn. Và khi mà dòng tiền lớn nó đã tham gia rồi thì thị trường, những cái mức cản này nó chỉ là mức cản thôi nha mọi người. Nó chỉ là cái mức kháng cự hỗ trợ thôi. Kháng cự hỗ trợ khi mà gặp những dòng tiền lớn thì nó đẩy qua rất là dễ dàng. Và đặc biệt là sóng năm của mình là cái con sóng FOMO, trong ba cái loại con sóng. Sóng một là con sóng nội bộ. Mọi người không biết, rất là khó để vào được cái vùng sóng một như thế này lắm mọi người. Khi nó tăng rồi chúng ta mới mới đây mới biết đây là cái đáy nha. Khi mà nó có những cái đỉnh sao cao hơn đỉnh trước, đáy sau hơn đáy trước thì chúng ta mới biết đây là đáy. Và chúng ta cùng lắm là mua ở được cái nhịp sóng 2 này thôi và ăn cả con sóng 3 này. Lên đây chúng ta chốt và chúng ta sẽ thấy cái biểu hiện của thị trường. Thấy cái biểu hiện của thị trường ngay tại cái vùng này, nó không có bị reject về mà nó đang tích lũy, nó đang tái tích lũy ở lại đây. Nó đang tái tích lũy ở cái vùng cung thì là cái hiện tượng gì? Tức là nó hấp thụ cái lượng cổ phiếu được bán ra ngay tại cái vùng cung này mà nó không có bị giảm xuống đây, thì nó chỉ có một cái đường để mà nó đi nữa thôi. Nó chỉ còn một cái đường để đi thôi là nó sẽ lên trên cái vùng này. Khi mà nó gặp một cái vùng mà có lượng hàng bán ra rất là nhiều mà nó không, giá nó không giảm thì sẽ có một cái hướng đi cho nó, là hướng đi trên này thôi. Trừ khi bây giờ ở đâu có những cái tin rất là xấu, nhưng mà những tin rất là xấu đã xảy ra rồi, đã ra rồi. Tin Fed, tin lạm phát, tất cả những cái tin nó đã ra hết rồi và nó không có giảm nữa thì cái hướng đi tiếp theo của mình nó sẽ lên trên đây. Tuy nhiên là gì? Chúng ta cần phải có những cái điểm dừng lỗ, những cái stop loss nha. Chứ chúng ta không phải là ông này ông nói là bây giờ nó qua cái vùng cung mà nó thị trường nó không giảm mà nó có những cái dấu hiệu mua vào như thế này thì chắc chắn là thị trường nó lên trên đây. Mình không có chắc chắn nha, không thể nào chúng ta biết được ngày mai thị trường nó đi đâu, nhưng mà cái xác suất, mình phải có một cái xác suất là nó lên trên cái vùng sóng năm này rất là cao. Ví dụ như từ thang điểm từ 1 tới 10 đi thì 80% là chúng ta sẽ lên được trên cái vùng sóng năm này. Tuy nhiên là nó lên như thế nào thì chúng ta cần phải theo dõi thị trường mỗi ngày để chúng ta phải biết nó lên như thế nào. Nó dòng lên dòng xuống, nó đi ba sóng hay nó đi năm sóng, nó đi cái dạng sóng impulse hay là nó đi dạng sóng diagonal. Nó có rất là nhiều cái pattern, những cái cấu trúc sóng mà nó cấu tạo như thế này, thì cái đó là chúng ta phải quan sát từng phiên để chúng ta thấy cái cấu trúc sóng nó phát triển thì chúng ta mới có thể có những cái kết luận được. Ok, thì đó là cái phân tích thị trường. Và mọi người có thể thấy là ở đây nè mọi người, ngay cái chỗ A với chỗ C nè, là chúng ta có một cái gì tự nhiên quên rồi, double bottom, cái mô hình hai đáy. Và mô hình hai đáy này, nó mô hình hai đáy á, mọi người đọc trong sách mọi người sẽ biết mô hình hai đáy à. Chúng ta mô hình hai đáy không phải là hai đáy nào nó cũng tăng nha mọi người. Này. Ok, như vậy ở đây á, chúng ta có một cái trend nó đã set up rồi, nó đã thiết lập rồi ha. Chúng ta có một cái trend đã thiết lập rồi, sau đó là chúng ta có một cái hai đáy, một cái mô hình hai đáy ở đây. Thì đối với cái cách đánh là chúng ta sẽ chờ nó break cái neckline này, và chúng ta sẽ đo cái target ở trên. Thì đây là một cái mô hình hai đáy trong một cái trend tăng. Mô hình hai đáy mà phải trong một trend tăng thì chúng ta rất là quan tâm và nó rất là bullish nha mọi người. Ở đây cũng có một cái mô hình hai đáy nè mọi người. Tuy nhiên mô hình hai đáy này nó trong một cái trend giảm thì nó không có giá trị gì nhiều, mình không có quan tâm cái mô hình này nha. Mô hình hai đáy mà trong một trend giảm mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm là cái mô hình hai đáy trong một trend tăng thôi. Và chúng ta phải xác định cái trend đó là trend nào. Trend này chỉ là một cái trend nhỏ của cái trend hồi này thôi. Còn hai đáy này, mô hình hai đáy này tuy là cái sóng gần nhất của mình đó là một cái trend giảm, nhưng mà đối với một cái con sóng lớn như thế này, đối với một cái con sóng lớn này á, thì mô hình hai đáy này nó nằm ở trong một cái trend tăng này. Chúng ta cần phải xác định được cái trend, cái khung thời gian của chúng ta đánh. Và như là những cái video trước mình có nói đó, chúng ta phải xác định được mình là người đánh trung hạn, ngắn hạn hay là dài hạn.
mình đánh như thế nào, phải nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh của mình, cái điều kiện của mình. Có người thích đánh ngắn hạn nhưng mà cái điều kiện của mình nó có cho phép không, mình có bám bản điện được không, hay là mình muốn đánh dài hạn nhưng mà cái mức vốn, cái số vốn mình nó có cho phép hay không, đó mới là vấn đề. Ok, bây giờ hôm nay chúng ta sẽ qua một cái cổ phiếu mà chúng ta lưu ý nằm ở trong cái danh sách theo dõi của mình nha mọi người. BC1, mình muốn xem BC1. Không phải là nó tăng mình mới coi mà nó giảm mình cũng sẽ coi nha. Đây là cổ phiếu BC1 nha, đây là một cổ phiếu điện, nó là ngành phòng thủ. Ok. Trước nhất tổng quát chúng ta có một cái mô hình contraction. Một cái mô hình tích lũy gọi là VCB. Volatile contraction pattern là VCP. Thì sau sau khi mà hết cái mô hình này á, nó giống như một cái tam giác cân này, thì sau khi mà vào cái mô hình này thì thông thường nó sẽ break qua theo cái hướng mà cái trend đã thiết lập được trước đó. Cho nên chúng ta kỳ vọng nếu như mà con này mà đánh dài hạn thì khả năng là cái target của mình nó nằm ở trên tuốt ở trên cái vùng này. Tuy nhiên là chúng ta phải xem những cái mặt ngắn hạn và trung hạn. Nếu như mà cái pattern nó bị gãy, tức là nó không có hoàn thành cái pattern này á, như là một số mã khác là hồi mình sẽ review luôn, có một con á, là mô hình nó bị gãy á mọi người, thì chúng ta cần phải cắt lỗ thoát ra. Mình nhớ con nào nè, con TNG. TNG đây. TNG. Đây là TNG nha, cũng cái mô hình giống y như vậy nhưng mà nó bị gãy. Đặt đủ điều kiện nha, RSI và giá. RSI và giá. Đây. Tuy nhiên là RSI nó gãy xuống đây, nó gãy xuống đây. Ở đây gãy xuống đây thì cái mô hình này nó không có thực hiện được. Mô hình BCB nó phải tăng lên trên đây nha mọi người. Thì nó không có tăng mà nó giảm xuống đây thì mình bỏ. Chúng ta phải bỏ. Ok, bây giờ trở lại với BC1. BC1. Thì cái điểm mà dừng lỗ của chúng ta đó là ở dưới đây. 37 năm. Khi mà nó đang tạo ra một cái... Ở đây chúng ta có một cái range. Đây là một cái base nè mọi người. Cái base này, nó phá cái base này, sau đó là nó tích lũy tiếp tục. Bởi vì sao ở trên đây chúng ta có một cái vùng kháng cự ở trên đây, như đây. Thì nó đi theo cái dạng những cái hộp như thế này. Đây, nó về, nó test nè. Đây một lần, hai lần, ba lần rồi nó test. Cái vùng này ba lần rồi. Và mỗi lần mà nó về đây nó test thì đều, chúng ta đều có một cái lực mua rất là mạnh. Những cây xanh nè, khi mà nó về đây, nó đụng đây là cái khối lượng của nó tăng cao. Và cái cây nó tăng lên như thế này, tức là lực mua nè mọi người, lực mua mạnh mỗi lần mà nó về nó test lại cái vùng base này. Nhưng mà nếu như mà nó gãy luôn cái vùng base này thì chúng ta phải cắt lỗ thoát ra thôi. Tuy nhiên là trong ngắn hạn trung hạn thì chúng ta phải thoát ra, sau đó chúng ta tìm, chúng ta mua lại, chúng ta chờ đợi nó quay ngược trên này thì chúng ta mua lại cũng được. Còn đối với những người mà muốn đánh dài hạn á, mà ôm luôn á, thì chúng ta cũng phải thoát ra, chúng ta thoát ra rồi vào lại, đó là một cái an toàn nhất. Nếu như mà nó vi phạm, mình mua là 40. 40 trên đây. Dưới đây là khoảng 6-7% nè, 6-7%. Nếu như mà chúng ta đánh dài hạn thì cái độ mà chịu rủi ro của mình á, nó có thể là cao hơn đâu đó khoảng 10%. Nhưng mà khi mà nó phá cái đáy này rồi, nó phá cái đáy này rồi thì chúng ta có thể là phải thoát ra. Nếu như mà nó gãy xuống dưới đây luôn, nó gãy xuống dưới cái vùng này luôn thì chúng ta phải chờ hồi lên thì chúng ta thoát ra. Chúng ta phải chốt ngay đây. Đó. 6-7% thôi. Hôm trước chúng ta là mua ở trên 40, stop loss ở dưới đây và take profit lần thứ nhất là trên 45 và cái đỉnh cũ của nó, còn với là một target lớn hơn nữa. Tuy nhiên là nếu như mà ngày mai, ngày mốt, ngày kia những cái phiên tiếp theo
mà con này mà nó rớt xuống dưới đây mà nó xuyên thấu luôn cái vùng base này, là cái này gọi là cái base á, có một cái cây nến mẹ nằm ngay đây, là cây cây nến màu xanh này nè, rồi những đứa con nó trong đây, sau đó nó press qua đúng không? Mà nếu như mà nó quay ngược trở lại mà nó đóng cửa mà thấp hơn dưới 36,7 á, đối với những nhà đầu tư dài hạn á, chờ nó hồi lên rồi mình thoát ra. Những nhà đầu tư ngắn hạn thì đúng cái điểm dừng lỗ của mình à, ngay 37 mấy nè, là mình cứ thoát ra thôi. Còn khi nào mà nó quay lại thì chúng ta sẽ mua lại. Khi nào mà nó quay lại, nó phải vượt qua cái vùng này thì chúng ta sẽ mua lại trên đây. Nói chung là lũng ở đâu thì khâu ở đó nha mọi người. Mà chúng ta cần phải quản lý vốn, bởi vì những người mà đánh dài hạn thì cái độ chịu rủi ro của người ta sẽ cao hơn so với những người mà đánh ngắn hạn. Đánh ngắn hạn là khi mà nó break cái vùng này bỏ đi, muốn đánh lại thì phải chờ cho nó phá luôn ở trên đây chúng ta mới vào. Ok, thì đó là con BC1 nha mọi người. Chúng ta phải quan sát cái phiên ngày mai. Còn nếu như mà nó cứ xà quần ở trong đây hoài thì chúng ta giữ thôi, nó chưa có vi phạm gì hết. Chỉ có khi mà rớt xuống đây thì cắt bỏ, đợi nó quay lại, nó có vượt lên được ở trên đây thì chúng ta chờ nó hồi rồi chúng ta mua lại. Ok, như vậy nha mọi người. Chào mọi người. Giai đoạn này chúng ta có thể là chốt chốt bớt, nếu như mà tài khoản ai mà xài margin nhiều á thì chúng ta sẽ chốt hạ margin đi cho nó an toàn. Ok, bye bye mọi người.